em tại vé số đi, sáng giờ bắn ế quá trời luôn à. Em á, có 5-6 đứa con rồi mà bây giờ bụng mang dạ chữa nữa. Mà thằng chồng em á, tối ngày nó không có làm gì hết trơn á. Nó nhậu nhẹt say xỉn suốt ngày à. Một mình em đi bán vé số nuôi con gì nào khổ ghê vậy. Sáng giờ bán ế gần chết vậy đó. Vé số, ô anh ơi, mua cho em tờ vé số đi anh ơi. Dạ không mua đâu chị. Anh ơi, mở hàng lại giùm em đi anh. Sao không có mua mà. Anh ơi, ế quá, anh mở hàng giùm em đi anh. Trời ơi trời, sáng sớm là cái bụng bầu này chắc xui dữ lắm nè. Hé qua tôi đi. Xích qua tôi đi. Chung qua nha. Ê, sao chưa ngu quá vậy? Anh ơi, đứng lại. Anh mà bước đi một bước nữa là tôi cắn nữa tôi chết liền á. Gì kỳ á? Tự nhiên tôi có bổn phận sự và trách nhiệm vụ với chị vậy đó hả? Chào chú đi con. Dạ, con tào tú. Được rồi, chú nói cho con nghe. Ủa con chị đâu? Dạ đây nè. Trong bụng mà. Dạ. Làm sao? Em nói giùm nó đó. Anh ơi mua em tờ vé số cho nó. Bây giờ bụng mang dạ chữa mà thằng chồng em nó chết rồi. Chồng chết rồi? Dạ. Chồng chết được bao lâu? 1 năm. Rồi chị có bầu mấy tháng? 6 tháng. Trời. Ủa làm sao? Ủa không có. Chồng em chết 6 tháng em có bầu 1 năm. Ừ phải nói cho rõ vậy đó. Trời ơi, có bầu 1 năm. Ủa anh ơi, vậy là em có chữa trâu hả anh? Ủa chị hỏi tôi hỏi ai? À, dạ không có, chồng em chết hôm qua. Gì mà lung tung hết trơn trời. Anh mà... ơi, mua giùm em đi. Ủa mà sao chồng chị chết vậy? Anh chết quan. Chết quan hả? Yeah. Trời ơi, chết quan là đau khổ lắm mà nghe. Mà sao quan chị kể tôi nghe coi chị. Tội nghiệp chồng em lắm. Dạ. Yeah. Ảnh ăn ở không suốt ngày rồi đi nhậu nhẹt. Rồi một chiều hôm qua, ảnh đang đi trên đường thấy một chiếc xe tải. Ảnh tưởng tượng đó là tấm nệm mút kim đơn. À. Ảnh lao vô ảnh nằm, rồi ảnh đi. Đi đâu? Chết. Hết chưa? Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại bé nhé. Mặt tôi gì mà kêu bằng bé? Tự nhiên tôi trẻ dữ vậy ta? Anh ơi, mua vé số ủng hộ người bệnh tật đi anh. Chị bệnh gì? Đẹp mà khùng. Ừ. Nghe bà tự tin mà tôi muốn tự giận luôn rồi. Đây mua cho. Dạ. Chừng nào sổ? Sổ rồi. Sổ hồi nào? Ngày hôm qua. Đó. Sổ rồi bán tôi làm chi? À, chưa sổ đâu anh ơi, mua. Ê. Dạ, dạ. À, anh ơi, em đã rớt anh ơi. Cái mặt này quen lắm. Không có nha, không có nha. Tôi chưa lừa gạt ai bao giờ nha. Đây là lần đầu nè, không được thôi bỏ à. Không có, tôi đâu nói chị lường gạt đâu. Chị đi bán vé số thấy cái mặt chị rất là quen. Chị cho tôi hỏi thăm là chị có biết người nào tên là Út Rớt không? Út Rớt hả? Út Rớt. Cái tên này quen lắm nè. Quen không? Cái tên gần gũi với tôi lắm nè. Vậy hả chị? Ý, chồng em đó. Chồng của mình cũng suy nghĩ lâu nữa. Dạ. Nói vậy đây chị Út phải không? Dạ em nè. Trời ơi, quỷ sứ ơi, nhớ tôi không? Hả? Mắt lộ này nhớ không? Trời ơi, tôi biết mà, thế nào cũng nhớ à. Cứ coi như là tôi không nhớ đi. Chị thấy cái mặt tôi nó ngu không? Trời ơi, không nhớ gì. Ba đĩa nè. Ba đĩa? Cái vách nhà anh chị hồi xưa đó. Ôi trời ơi, anh ba đây đó hả? Tôi đây. Trời ơi, anh khỏe không anh ba? Dạ khỏe. Tôi có lâu ngày không gặp nha. Mấy năm rồi. Dạ. Tôi thấy anh dạo này già hơn lúc anh còn trẻ đó. Dạ thì... khó trả lời với chị quá. Cho hỏi thăm chút xíu qua giữ số đi. Nè, anh Út anh mất làm sao? Đó, thấy đầu không, đuôi tôi thấy không, hẹn có trai thấy chưa? Trời ơi, hẹn với trai ra đây nắm tay tình tứ quá rồi mua bán không lo mua bán. Thấy không, bắt gặp quả tang nè, quýnh quán lên ha. Sợ trai chờ đi rồi cái quần của mình không lấy mặt. Trời ơi, lấy cái quần của người ta. Chịu đời nổi không? Trời ơi, sao ông kỳ quá, ghen gì không biết nữa. Tôi có bầu có bị như vậy mà ai thèm nhìn. Có bầu chứ biết đâu chừng có thằng cha nào muốn hùng vô đây cái lỗ tai hay là con mắt gì sao. Có tầm bậy tầm bạ không à? Tầm bậy hả bà, coi chừng bà đó. Tới cái ngày thằng nhỏ mà nó lọt lòng ra mà tôi nhìn nó dưới càm nó có con chùm này bà biết tôi nha. Trời ơi, mày đặt ghen nữa. Làm như thương ta lắm vậy, ghen. Không thương thì làm sao ghen. Mà không ghen thì làm sao tôi đi theo tò tò theo bà như vậy hoài. Vậy ông thương tôi đúng không? Vậy chứng minh tình thương dành cho tôi đi. Bây giờ bà muốn tôi chứng minh phải không? Ừ.
Em hãy lấy tim anh làm súng đạn để bắn vào mồm những kẻ nói yêu em. Làm thơ nữa. Thôi đừng có ghen nữa, biết ai không? Ai? Anh Ba Đía đó. Ba Đía ở đâu? Ba Đía nhà. Thôi Ba Đía bà xạo gì tôi không. Ba Đía. Ủa, ê, Ba Đía nhận bà chú ý phải không? Đúng rồi. Trời đất ơi, lâu quá không gặp, tôi quên, tôi xin lỗi bà nha. Ba. Con. Dạ. Trời ơi. Làm cha tôi vậy anh ba? Anh làm tôi quýnh quán hết trơn à. Quýnh quán cái gì, lâu anh gặp quá, lâu quá. Mấy năm rồi nha anh ba? Mấy năm rồi. 5-6 năm rồi đó. Dạ. Bây giờ tôi hỏi thăm coi gia đình anh sao, vợ dạ. con anh. Ờ, ba má anh chết chưa? Ừ. Ta... Trời ơi, ông ơi, lâu ngày không gặp anh ba, tự nhiên hỏi ba má anh chết chưa? Không có, tại vì hồi ở lối xóm với nhau, hai bác thường hay qua chơi tâm sự với tôi hoài. Hai bác nói sau này có 100 tuổi già, nhớ nói anh ba đem chôn chứ đừng có thiêu nha anh ba. Ông bà sợ chết cháy lắm. Tính tôi hay lo xa, đất càng ngày càng mắc rồi sợ sau này hai ông bà chết không có đất chôn tội nghiệp. Ê, anh ba. Dạ. Đất đang đứng giá nè. Ủa vậy hả? Ừ, về suối hai ông bà chết đi. Dạ. anh ba, đừng giận chồng em nha anh ba. Nhưng mà... đừng giận nha. Dạ, tính chồng em vậy đó. Tính tôi vậy đó. Ngoài miệng bô la vậy thôi. Bô la vậy thôi. Dạ. Chứ trong bụng ông ác lắm. Trời ơi, tôi ác lắm đó. Dạ, trời ơi. Thôi hai người nói chuyện nha, đi bán vé số nha. Vé số đi, vé số đi mà con ơi, vé số đây. Đó, thấy không, đàn bà con gái đó. Có bầu có bì đi cái tướng slide xấu quá. Vậy mà có bầu hoài. Tự tin lắm. Mà sao chị có bầu được? Ôi, bà có bầu là tôi làm cho bà có bầu. Ê, chà này vô duyên. Trời đất ơi, tự nhiên anh hỏi tôi bụng miệng là không kịp luôn à. Cái đứa trong bụng đứa thứ mấy rồi? Đứa thứ 7 rồi đó anh. Mèn ơi, mới đây mà anh 7 đứa con rồi hả? Thì mấy người lớn làng lọt, người té, người xuống, người ao con cái, người chụm. Ủa anh mới động gì vậy anh? Tên đó, tên mấy đứa con tôi đó à. Trời ơi, con anh mà anh đặt tên có dần có điệu vậy đó hả? Tôi tiếp bước theo truyền thống cha ông. Làm sao anh? Có nghĩa là ngày xưa ông nội tôi đẻ ra ông nội tôi. Dạ. Rồi ông nội tôi đẻ ra tía tôi, đặt tên con cái có dần có điệu, có câu, có ca, có kể, có ngằn hay lắm. Vậy hả anh? Đây nè, mới đây tía tôi lấy má tôi đã đẻ ra anh chị em tôi, anh biết đặt tên gì không? Dạ tên gì? Qua cầu coi chừng rớt. Đúng rồi, anh tên Út Rớt nè. Tôi được 2 năm mới tía má tôi chết queo hết, tôi lớn lên tôi suy nghĩ hoài. Tôi nói không biết ý tía má mình muốn con cái qua cầu coi chừng rớt mà rớt làm sao? Sao bị rớt? Phải rớt cái gì mới được? Đó, bởi vì tôi mới lấy bà xã tôi đẻ ra một người tôi đặt rớt lọt té xuống ao cái chụm. Trời ơi, đặt tên con có dần có điệu hay quá anh ơi. Chưa hay đâu nha anh ba. Dạ. Tôi mà có sức khỏe, tiền bạc tôi rủng rỉnh là tôi kiếm thêm 4 đứa nữa anh ba. 4 đứa nữa? Tôi đố anh ba vậy chứ sau khi cái chụm rồi 4 đứa con còn lại của tôi tên gì? Thì tên con anh đặt làm sao tôi biết được, sợ sau khi cái chủng là tới cái gì? Nước văng tung tóe. Công nhận nha, đó giờ tôi mới thấy là cái người đặt tên con dần điệu không có ai ngoài anh hết trơn hết trời á. Vậy chúc mừng anh nha, cái đứa này là còn 3 đứa nữa. Ê, phải không? Ê, bảy anh ba, trời ơi, tôi có mừng gì đâu mà anh chúc. Thì cái vô dần. Trời đất ơi, cái thằng thứ 7 là thằng 7 kế hoạch chứ đáng lý tôi tới chủng tôi ngưng rồi. Ê. Trời ơi, ngưng vậy làm sao vô dần vô điệu được? Không được anh ba ơi, đẻ chữa gì nữa, nghèo khổ quá, đẻ ra rồi tiền bạc đâu nuôi. Phần tôi bây giờ anh ba biết lớn tuổi rồi, pin hết rồi, nhiên liệu cũng cạn luôn rồi. Anh cũng biết được cái điều đó nữa hả? Đó, bởi vậy. Cho nên nó đẻ ra cái thằng nhỏ này, nó lòi có một cục vậy đó rồi, không biết đặt cái tên dần điệu thì cái như là hết rồi đó. Yeah. Mà bây giờ muốn tìm cái tên ý nghĩa thôi mà tôi nghĩ hoài, nghĩ không ra anh ba. Ê, sẵn có anh nè. Sao anh? Anh làm ơn đặt giùm tên con tôi của anh ba. Kỳ quá, tự nhiên con anh mà tự nhiên tặc tên. Thì anh cũng như làm cha đỡ đầu đi, tôi nghĩ hoài cái tên nó không ra. Bí văn rồi phải không? Bí văn rồi. Thôi để tôi kiếm một cái tên nào tôi để vô cho con anh nha. Làm sao mà có ý nghĩa mà tên nó đẹp đẹp tí xíu anh ba. Phải có ý nghĩa anh. Dạ. Qua cầu coi chừng rớt, té lọt xuống sông cái chụp. Có rồi. Tên gì anh ba, tên gì? Trời ơi, mới đây mà nghĩ nhanh như vậy. Tự ọc. Đâu anh ba nói lại coi tên gì anh ba? Ọc. Rớt lọt té xuống ao cái chụm. Ọc 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 ọc. Ê, nó bị uống nước phải không? Thì đúng rồi. Trời ơi, hay quá, quá ý nghĩa rồi. Té xuống ao là phải uống nước thôi. Đúng rồi, rớt lẹt té xuống ao cái chụm uống nước. Ọc 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 ọc. Không được anh ơi, không được à. Sao không được? Nuôi nhỏ này lớn lên mỗi lần nó đi chơi đâu kêu nó về chắc khó kêu lắm à. Cũng như giống mấy đứa khác có gì đâu khó kêu, đâu anh kêu thử coi. Ốc à. Đó. Bo.
tôi kêu con tôi, tôi kêu heo hả? Giỡn giỡn hoài bạn bè. Cái miệng kêu có duyên dễ sợ em luôn. Em nó đâu tao nhờ, giỡn giỡn nó chọc giỡn. Thôi nãy giờ giỡn với anh cho vui vậy thôi. Chứ tôi hỏi thiệt anh nè, anh đẻ một nùi vậy đó, làm sao mà nuôi? Tôi đâu có nuôi. Ai nuôi tụi nó? Tụi nó nuôi tôi. Ừ. Trời anh làm cha mà anh làm vậy á. Trời không làm vậy thì sao làm cha? Anh nói vậy mà anh nghe được hả Nút? Ủa anh nghe không được sao tôi nói? Cái gì anh cũng cãi ngang hết trơn trời à. Ý tôi muốn hỏi là anh đẻ một nùi như vậy đó, rồi có cho con ăn học gì không? Trời đó, đã thấy không? Anh ba lớn mà anh ba hỏi tôi lỡ câu lời. Tôi nghe kỳ quá anh ba. Thiệt, tất nhiên là không. Trời ơi, nói gì mà anh nghe được hả? Con anh không cho đi ăn học gì hết trơn hả? Trời ơi, tôi dốt, tôi không có biết chữ. Cho nó ăn học, nó biết chữ, rồi về nó dạy lại tôi thì còn gì đâu là thể thống gia đình. Trời ơi, anh Út ơi, anh suy nghĩ kiểu gì mà kỳ cục vậy anh Út? Anh phải cho con ăn học để nó biết được cái câu tiên học lễ, hậu học văn nữa chứ. Ôi anh ơi, hậu học văn là sao không hiểu chứ còn tiên học lễ ai không biết anh. Đừng có giỡn anh ơi, anh không có đi học sao anh biết được câu đó. Anh nghe nè, anh nghe nè. Cái câu tiên học lễ là nó thành truyền thuyết rồi. À. Anh nghe, tiên học lễ là gì? Là gì? Tiên học lễ có nghĩa là ngày xưa, ngày xưa, xưa thật là xưa tuốt ở trên trời vào một buổi trưa nóng nực. Mấy cô tiên mới rủ nhau đi tắm suối, tình cờ bắt được con ốc. Đem về luộc rồi nhìn nhau không biết cách nào để ăn mới kéo nhau đi học lễ. Từ đó trong dân gian có câu tiên học lễ. Nguyên văn của nó là tiên học lễ ốc. Sau này ta mới cải cách giáo dục đó. Ta thấy chữ ốc vô thừa ta bỏ, ta để vậy rồi muốn lễ gì đó lễ hà. Lễ ốc bu lễ à, muốn lễ ốc trắng lễ à, muốn lễ ốc lát lễ à. Lễ con mắt anh á. Đúng rồi, mắt tôi có một lẹo. Đâu? À, đây, đây. Trời ơi, tự nhiên cậu lấy mắt luôn nội. Trời ơi, anh ơi, anh giải thích cái kiểu kỳ cục quá trời của đất luôn, không có được đâu. Dứt khoát anh phải cho con đi ăn học đi. Ít nhiều phải biết chữ. Hôm mấy là kêu mấy cháu qua nhà tôi đi, rồi tôi dạy kèm cho cháu nó. Cháu biết chữ với người ta chứ đâu có thể mà dạy được, anh hiểu không? Tính cái đó nó cũng hay đó anh. Dạ, đó, bây giờ anh nhìn lại coi. Hai anh em mình là tuổi tác trên lệch đâu có nhiêu đâu. Mà anh thấy tướng tá tôi ngon lành không? Anh quá ngon, quá khỏe luôn. Dạ. Còn nhìn lại cái tướng anh nó bèo nhèo như con mèo mắc mưa vậy đó. Mặt anh già hát mà. Mà nói đừng buồn nha, biết sao anh già không? Đâu anh nói thử là tại sao tôi già. Anh đẻ nhiều nó già chứ sao? Nó chật lất rồi, không phải đẻ nhiều già đâu. Tôi đi khám bác sĩ nói tôi mau già tại máu tôi xấu. Máu ai, máu ô? Máu chó. À, cái gì vậy anh? À, máu gì? Là tôi hết hồn kia. Chết không anh ơi. Cái gì? Nó giật cái số của bà phải không? Chứ sao? Ông ơi, thằng con mình thằng lọt. Lọt sao? Nó đi bán vé số. Rồi. Nó băng qua đường. Ừ. Nó bị xe đụng rồi. Trời đất ơi. Bây giờ người ta đưa nó vô cấp cứu rồi ông. Trời đất ơi, con đi vô bệnh viện nào, dẫn đi liền, đi liền. Đâu chưa? Cái gì nữa? Còn thằng té. Té sao? Nó đi đánh giày. Ừ. Điện thoại di động người ta để trên bàn á, nâng cấp điện thoại của người ta. Bây giờ công an đưa nó lên phường rồi ông ơi. Trời ơi, hai đứa con tôi, trời ơi, thằng lọt thằng té. Trời ơi, thằng té thằng lọt, thằng tọt với thằng lé. Thằng lé vậy? Thằng lé thằng tọt. Trời ơi, thằng té thằng lọt. Thằng lé thằng tọt. Chị gì? Thằng té thằng lọt. Thằng lé thằng tọt. Trời ơi. Té thằng té. Thằng té thằng té thằng lọt. Hai đứa con tôi bây giờ làm sao anh ơi? Làm sao anh thấy tai hại chưa? Dạ. Đẻ cho nhiều anh không có dạy con cái mới xảy ra cái cớ sự như ngày hôm nay nè. Anh ba ơi, tội nghiệp, anh đừng có trách tôi như vậy, tội nghiệp tôi lắm anh ba. Con tôi nói nó hoài mà nó không nghe. Tôi dạy nó hoài, bà con của bác ơi mà nó không có hiểu. Anh dạy con anh sao? Tôi nói thì điều tôi quỳ tôi lại nó, tôi nói con ơi con, thân phận của mình là đánh giày. À. Thì bây giờ con phải cố gắng làm sao con lo ăn cắp giày chứ tại sao lại ăn cắp điện thoại di động. À, đó. Tôi là cha mà tôi dạy con. Anh Út, anh bình tĩnh đi Út. Tự nhiên dạy con đi ăn cắp giày người ta hả? Anh dạy con vậy đó phải không? Đâu có, tôi nóng tôi giận nói bậy, không phải cái tật tôi nóng là tôi hay nói bậy. Ý tôi nói vậy nè anh ba, con phải nghe ba dạy. Dạ. Mình nghèo cạp đất mà ăn. Đúng, câu này đúng. Chứ lòng tham đừng có bao giờ bỏ. Đó. Tôi nói tôi dạy hoài. Tôi dạy đó mà. Trời, tôi muốn á khẩu với anh luôn anh Út ơi. Cái câu này với câu kia nó cùng một nghĩa đó. Ủa sao tôi giận tôi nói bậy hoài. Cái tật hả, giận lên cái nói cái gì không ra cái gì. Bà nói cho anh ba biết tôi thường răng đe mấy đứa con mình. Tôi dạy tôi nói là làm sao. Mình nghèo phải như thế nào. Bà nói cho anh ba biết tôi có dạy con. Ông ưa dạy con cái câu tục ngữ này nè. Sao? Nghèo cho sạch. Đó. Tắm phải có xà bông. Anh ba thấy không, tôi dốt thiệt chứ mà dạy con ca dao tục ngữ không. Bởi vì tắm phải có xà bông nó sạch mà nó có cái bọt. Anh đứng nó... gần chị đi. Tiệt chi vậy? Tôi lại anh chị luôn. Ủa sao vậy anh ba? Trời ơi, hai người nói chuyện nãy giờ chất quốc hết trơn. Trời, không có phải nghèo cho sạch, rách cho thơm. Ờ đúng rồi, cái câu này nghe quen quen lắm nè.
tà lanh lâu lâu nhờ chút xíu cái gì cũng không được cái gì cho nghèo cho sạch tắm có sạch bông. Bây giờ có con người này nè, con người này nè anh ba, không rành về điện mà bà đặt sửa ống cống. Bởi vì anh ở ngoài anh sáng anh giúp giùm vợ chồng tôi trong hoàn cảnh này anh ba lâu nha. Thôi bây giờ gì đi, giờ tôi quyết định gì đi. Hai anh chị chạy vô bệnh viện lo cho con nhỏ coi nó làm sao. Dạ. Còn bây giờ cái đứa nhỏ mà đang bị công an giữ đó, để tôi lên tôi xin mấy chú đi bảo lãnh nó ra. Rồi anh giúp tôi anh ba lâu rồi, ngày rồi. Anh ba làm phiền anh quá. Bởi vậy tôi đi nghe, tôi đi nghe. Ủa mà anh quên Út. Sao anh ba? Lên công an, mấy anh công an hỏi tôi là cái gì của con anh biết trả lời sao? Trời đất ơi, anh đâu có cần suy nghĩ, anh thẳng thắn trả lời. Anh nói anh là anh ruột của con tôi. Rồi tôi đi. Anh Út. Cái gì nữa? Anh đẻ tôi được hả? Trời đất ơi, cỡ anh tôi lặn một hơi bốn đứa vậy đó. Anh nói gì kỳ vậy? Vợ chồng tôi đang gì mà tự nhiên anh cái gì vậy? Ông ơi, đau bụng quá vậy? Kẹp chế lại. Đừng chụp vô. Sao vậy Út? Đừng cứ chụp. Trời ơi, tôi đã nói với bà kẹp chế là được. Đau quá, kẹp chế không được. Cái thật bà xã tôi vậy đó hả? Mỗi lần có đau bụng đẻ mà chụp đẻ ra 5-6 đứa đầu, đứa nào đứa nấy như trái dừa lửa vậy đó. Đau quá. Thôi bây giờ sao anh Út ơi? Đau quá rồi. Chúng ba bể rồi. Không được đâu, này là công viên của người ta. Thế mà đưa chị đi tự vũ liền. Anh đi với tôi được không anh Bạch? Nhưng mà anh phải nhớ nha, dù gái hay trai chỉ hai là một nha. Bây giờ tôi phải chạy vô công an tôi lãnh cho thằng con anh. Anh đưa chị lên bệnh viện liền nha. Trời ơi tôi sợ quá rồi, gái trai giờ là hai là đủ rồi. Đi anh ơi, đi.